chào tất cả các bạn. Hôm nay Tân Đại Dương, công ty tư vấn nhiều hàng đầu Việt Nam, muốn thông báo về hạn nộp hồ sơ cho các trường trong hệ thống Navitas của Mỹ cho kỳ nhập học mùa thu 2014 như sau. Thì với trường University of New Hampshire, với chương trình UVB, hạn nộp hồ sơ của nó sẽ là ngày 18 tháng 7. Với trường Western Kentucky University, hạn nộp hồ sơ của chương trình UVB là 1 tháng 8 và của chương trình PMB là ngày 11 tháng 7. Với UMass Boston thì chương trình UVB hạn nộp hồ sơ của nó sẽ là ngày 2 tháng 8 và PMB thì hạn nộp hồ sơ lại là ngày 15 tháng 7. Với trường đại học UMass Lowell, với chương trình UVB thì hạn nộp hồ sơ là ngày 1 tháng 8 và chương trình PMB thì lại là ngày 15 tháng 7. Về UMass Dartmouth thì với chương trình UVB hạn nộp hồ sơ sẽ là ngày 25 tháng 7 và PMB hạn nộp hồ sơ là ngày 15 tháng 7. Chúng tôi cũng muốn nói để cho các bạn hiểu rõ hơn như thế nào là chương trình UVB và PMB. Thì UVB là chữ viết tắt của University Pathway Program, là chương trình đào tạo và hỗ trợ dành riêng cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là các bạn chưa đáp ứng hoàn chỉnh các yêu cầu nhập học trực tiếp của đại học. Kết cấu của chương trình gồm 3 học kỳ, tương đương với năm nhất của chương trình cử nhân. Riêng các học sinh có điểm trung bình cao và đáp ứng được TOEFL là 69 và IELTS là 5.5 thì có thể rút ngắn thời gian hoàn tất của chương trình chỉ trong 2 học kỳ. Và PMB là chữ viết tắt của Pre-Master Program. Đây là chương trình gồm 2 học kỳ được dành riêng cho các sinh viên đã hoàn thành xong chương trình cử nhân, cần thêm những hỗ trợ về kiến thức để có thể học tiếp chương trình thạc sĩ tại trường đại học. Ngoài thông tin về hạn nộp hồ sơ thì Tân Đại Dương cũng muốn nhắc các bạn là hệ thống Navitas của Mỹ đang có học bổng cho 2014. Về riêng với chương trình UVB thì lại có 3 loại học bổng. Thứ nhất là học bổng đầu vào cho chương trình là tại trường UMass Boston, UMass Lowell, UMass Dartmouth và University of New Hampshire. Học bổng sẽ là 10% cho học kỳ tháng 8 2014, với số lượng học bổng là 12 học bổng cho mỗi trường. Và với trường đại học Western Kentucky University thì lại là học bổng $3,500 cho học kỳ tháng 8 2014, và điều đặc biệt là không hề giới hạn số lượng sinh viên. Về điều kiện để nhận được học bổng thì các bạn cần phải có GPA trên 7.0 và có IELTS là 5.5. Hiện giờ số lượng học bổng cho mỗi trường không còn nhiều nên hãy nhanh chân nộp hồ sơ trước ngày hết hạn. Thứ hai là cơ hội học bổng dành cho sinh viên đã học xong chương trình năm nhất UVB. Thì cơ hội học bổng của trường đại học UMass Lowell dành cho sinh viên học xong chương trình UVB của Navitas tại UMass Lowell có điểm GPA từ 3.0 trở lên sẽ được cấp $3,000 khi chuyển lên năm 2 của UMass Lowell, và nếu duy trì được GPA là 3.0 trở lên cho các năm còn lại sẽ tiếp tục nhận học bổng vào cuối mỗi năm. Thứ ba là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của chương trình UVB. Sau học kỳ đầu tiên của chương trình UVB, nếu sinh viên là top 2 học sinh đứng đầu của khóa học sẽ được miễn phí học phí của học kỳ kế tiếp. Và riêng với chương trình PMB thì Navitas cũng có một chương trình học bổng rất là hấp dẫn dành cho năm 2014 như sau. Nếu như là sinh viên đạt được GPA là 3.0 khi đi học chương trình dự bị thạc sĩ của Navitas tại trường đại học Western Kentucky, sinh viên sẽ nhận được học bổng 50% học phí cho chương trình dự bị thạc sĩ, tương đương với $4,329. Thì để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là cái lịch học ra sao, các chương trình học của các trường như thế nào, có phù hợp với tất cả các bạn hay không, thì hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc số điện thoại 3848-4879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều những bạn học sinh sinh viên mặc dù đã được các trường đại học cao đẳng của Mỹ chấp nhận, song các bạn vẫn không thể sang học vì một lý do, đó là không thể xin được visa du học Mỹ. Tại sao Mỹ lại khó khăn trong việc cấp visa cho người nước ngoài như vậy? Và làm thế nào để chúng ta có thể dễ dàng xin được visa du học Mỹ? Trong chương trình Hành trang du học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả trong việc xin visa du học Mỹ. Thưa anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi, được biết anh là chuyên phụ trách về chương trình Anh ngữ thạc sĩ tại công ty Tân Đại Dương. Như vậy thì anh có thể cho Ngọc Châu hỏi một chút là chương trình dự bị thạc sĩ là gì? Tại sao chúng ta cần phải học chương trình này mà không học thẳng một chương trình thạc sĩ tại Mỹ? Và tại sao chúng ta phải nên học dự bị thạc sĩ tại Mỹ thưa anh? Những chương trình này sẽ giúp cho các bạn có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc học tập, cũng như là nghiên cứu chuyên sâu của chương trình thạc sĩ sau này. Ví dụ như kỹ năng về viết văn bản học thuật, nghe thuyết trình, kiến thức cơ bản về các thuật ngữ chuyên ngành, cũng như là những kỹ năng cần thiết khác. Chương trình dự bị thạc sĩ thường là kéo dài trong 12 tháng và thường là cũng chia thành 3 mảng chính,
đó là các môn chuyên ngành, kỹ năng nghiên cứu và các khóa đào tạo về tiếng Anh. Du học thạc sĩ ở Mỹ sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời về những cái ưu điểm sau đây. Thứ nhất là bằng cấp ở Mỹ được coi như là có chất lượng giáo dục tốt về mặt đào tạo cũng như là thực hành. Thứ hai là thời gian học tập thì thường ngắn, chỉ có là 2 năm, còn những cái chuyên ngành đào tạo cũng rất là đa dạng. Và cái điều đáng quan tâm nhất đối với những học sinh quốc tế đó là cái chi phí học tập cũng như là sinh hoạt ở Mỹ rất là hợp lý nữa. Lời khuyên của Tân Đại Dương đối với những bạn đang muốn có một tấm bằng thạc sĩ tại Mỹ mà tiếng Anh còn chưa tốt là các bạn nên theo học chương trình dự bị thạc sĩ. Lợi ích của cái chương trình này là các bạn sẽ có một kiến thức vững chắc về những cái chủ đề có liên quan tới chương trình thạc sĩ sau này. Và các bạn cũng sẽ có thời gian làm quen với hình thức học tập mới tại Mỹ. Trong quá trình học tập dự bị thạc sĩ thì bạn cũng có thời gian làm quen với cuộc sống ở Mỹ. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng vượt qua cái cú sốc văn hóa. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.